sau đó mình sẽ dùng màu vàng để tô. Trái tim ở đây mình sẽ tô màu đỏ. Ở má của những con ong này mình sẽ tô màu da cam. Tay chân của con ong thì mình sẽ tô màu đen. Những cái sọc của con ong cũng sẽ là màu đen hết. Còn cái thùng mật ong này mình cũng sẽ tô màu đỏ và màu đen và màu vàng. Còn lại của con ong thì chúng ta sẽ tô màu vàng. Vậy là mình đã hướng dẫn cho mọi người tô xong hình ảnh của các con ong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.